Cập nhật tiến độ xây dựng và cải tạo một số sân vận động tại Việt Nam. Dự án xây dựng sân vận động tỉnh Bắc Cạn và các hạng mục phụ trợ đã được khởi công tại phường Huyền Tụng của thành phố Bắc Cạn với tổng mức đầu tư 252 tỷ đồng, bao gồm xây dựng sân vận động khoảng 8.000 chỗ ngồi và các hạng mục phụ trợ. Trong đó, ngân sách trung ương 120 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 60 tỷ đồng và ngân sách thành phố Bắc Cạn 72 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thi công sẽ là 390 ngày. Như vậy, nếu đúng theo tiến độ đề ra, sân vận động Bắc Cạn sẽ hoàn thành trong năm 2025. Sau một thời gian được chăm sóc cải tạo, mặt cỏ sân Thanh Hóa đã có sự phục hồi rõ rệt. Những khu vực cỏ bị chết đã xuất hiện màu xanh trở lại sau khi được trồng bổ sung. Dự kiến, từ giờ đến khi V-League trở lại, mặt cỏ sân Thanh Hóa sẽ đạt trạng thái tốt nhất. Trước đó, mặt cỏ sân vận động này đã xuống cấp nghiêm trọng do không được duy trì chăm sóc đều đặn, cùng với việc câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tập luyện 100% trên mặt cỏ này. Nhiều khu vực mặt sân cỏ chết lộ rõ lớp cát phía dưới. Thủ môn Nguyễn Philip từng ví von hài hước mặt sân Thanh Hóa với bãi biển khi đến làm khách tại đây. Dự án nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ và nhà ở cho vận động viên đã bắt đầu thi công từ đầu tháng 4. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm hệ thống đèn chiếu sáng, cải tạo mặt sân, đường chạy, khán đài, nhà làm việc và nhà ở 3 tầng. Thời gian thi công là 420 ngày, trong đó dự kiến đầu tháng 6 sẽ bàn giao một số hạng mục như hệ thống đèn chiếu sáng, đường chạy và khán đài, để kịp thời phục vụ hội khỏe phu đồng toàn quốc khu vực 3 do Quảng Nam đăng cai. Sau một thời gian cải tạo, sân vận động Phan Thiết Bình Thuận đã có những thay đổi. Một trong những hạng mục đầu tiên hoàn thành là hệ thống chiếu sáng. Dàn đèn mới của sân vận động Phan Thiết được trang bị các đèn LED hiện đại đã được lắp đặt và chạy thử thành công. Phía dưới sân, mặt cỏ được làm mới bằng cỏ lá gừng đang được chăm sóc sau khi trồng.